Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em mình là một cái con center anh em nha. Con center hộp nhôm nha. Con này thì nó sử dụng tới 5 lo trên một cái thùng này anh em ha. Cho nên là cái dãy trung âm của nó thì cực kỳ là tuyệt vời luôn ha. Thì con này là sử dụng củ từ neo anh em nha. Củ từ neo thì một tí nữa em sẽ test âm cho anh em mình cùng nghe ha. Thì đây thì con nó là sử dụng là cái con center này có chiều ngang khá là dài nha anh em nha. Con chiều ngang này thì nó khoảng 63 64 gì đó anh em nha. Đó, tầm cỡ 64 phần ha, 63 64 phần. Đó, chiều ngang của nó size rất là dài nha. Vì nó sử dụng tới 5 con lo ha, 5 con lo trên một thân thùng như thế này. Và đây là bộ phận lưới em nói nha. Lưới em nói thì phía bên ngoài là một cái lớp vải lụa rất là mịn anh em nha. Đó, bên ngoài là một cái lớp vải lụa rất là mịn. Và phía bên trong thì sẽ có một cái lớp lưới bằng sắt ha, để cố định cái khung ha, cố định cái khung để khi mà lắp vào thì sẽ rất là đẹp ha. Thì một tí nữa em sẽ lắp vào cho anh em cùng xem. Thì trước tiên em sẽ quay về tuyến lo cho anh em có thể xem được những cái bộ phận màng lo ha. Rồi thì trước khi quay chi tiết thì em sẽ test âm cho anh em mình nghe nha. Rồi thì anh em mình vừa nghe em test xong một đoạn nhạc ha, thì em chỉ test có một mình con này thôi anh em ha. Con này chơi rất là đáng tiền nha. Thứ nhất là tiếng nó hay ha, và thứ hai là mẫu mã đẹp, nhìn rất là sang trọng anh em ha. Thì cái này anh em mình có những cái con tivi mà nó dạng lớn ha, tivi lớn á, anh em mình để con này dưới cái kệ tivi thì quá là tuyệt vời luôn anh em ha. Đó. Con này thì ở đây cọc lo xịn sò cho anh em mình luôn ha. Đó, về là hàng nguyên bản nguyên zin và hoạt động tốt ha. Đó, đây là một phần cọc lo nha. Cọc lo rất là ngon luôn anh em. Về anh em mình chỉ việc chơi thôi ha. Đó. Hàng nguyên zin nguyên bản nha, nguyên zin nguyên bản và hoạt động tốt cho anh em mình ha. Rồi em sẽ quay về tổng thể thùng lo nha. Thùng thì rất là đẹp anh em ha. Và cái thân này của nó là được thiết kế là bằng nhôm anh em ha, được thiết kế là bằng nhôm. Đó. Thì cầm nó khá là nặng và đẹp ha. Đó. Mẫu mã đây, con center này còn rất là mới luôn. Thì hai bên ốp này thì hãng sử dụng bằng nhựa ABS hay sao đó anh em nha. Em gờ hai bên này thì cảm giác nó không có lạnh ha. Còn chính giữa này là nhôm nè ha. Mặt trước cũng là nhôm luôn. Em giờ vô có cảm giác lạnh ha. Đó. Nhưng mà hãng xử lý màu thì rất là đều và đẹp ha. Đó, hãng xử lý màu thì ok luôn. Rất là đẹp luôn ha. Thì mặt trước em nó sẽ có hai cái lỗ thoát hơi nha, hai lỗ thoát hơi. Đó. Và phía bên tay phải đây là hai con lo lời. Và trước giữa là một con lo trép đơm lụa ha. Con chép đơm lụa này thì con nó rất là to anh em. Cái con nó to bằng cái nón luôn á ha. Thì những cái dòng lo chép đơm á, thì anh em mình thường khi thấy cái nón nó bị lớn là cái con nó bị lớn luôn em ha. Tuy là nhìn nó nhỏ nhỏ nhưng mà cái con nó rất là to ha, con rất là to. Còn những con lo chép giấy thì nhìn nó to nhưng mà lại cái con nó lại rất là nhỏ nha anh em nha. Đó. Thì những con lo chép đơm thì nó đánh rất là khỏe ha, tiếng rất là sáng và bén ha. Mấy con lo lời này thì nó hỗ trợ từ cái dãy trung trầm trung cao ha, nói chung là dãy mít, dãy lời rất là tuyệt vời. Thì lúc nãy em test thì em sẽ đấu trực tiếp nha, em chưa có đấu tụ đâu. Khi mà anh em mình đấu tụ vào rồi thì cái tiếng lời nó sẽ hay hơn nữa nha, tiếng lời nó hay và nó đều hơn nữa. Và khi anh em mình mua hàng thì em sẽ có tặng kèm tụ luôn cho anh em mình nha, tặng kèm tụ luôn để về anh em mình đấu trực tiếp vào âm ly hoặc là men đẩy ha, hoặc là sao trạm lo rồi anh em mình lấy cái tiếng lời. Thì sau khi mà anh em mình đấu qua tụ rồi thì sẽ không ảnh hưởng trở kháng ha, và số ôm thì cũng sẽ không có trở kháng, thì sẽ không có ảnh hưởng khi mà anh em mình đấu qua tụ ha, và công suất thì nó cũng sẽ không có ăn bao nhiêu hết, anh em mình ghép thêm thoải mái nha.
anh em mình có những con amply công suất nhỏ thôi, anh em mình muốn ghép thêm loa center, loa trợ lời cũng vẫn rất là ok, không vấn đề gì về công suất nha anh em. Thì những con loa lời này thì nó sẽ không có ăn công suất ha, còn anh em mình đánh men đẩy gia đình thì nó sẽ thổi ra những con loa lời như thế này, thì tiếng lời rất là tốt. Khi mà anh em mình đấu qua tụ ha, thì anh em có thể đánh chung với lại loa lớn ha, và không cần phải tốn thêm amply anh em. Anh em có thể tận dụng đánh chung với lại cái loa lớn, nhưng mà anh em phải đấu qua con tụ em gửi kèm là được ha. Thì con loa center này là của hãng Avancare ha, Avancare, và đây là cái logo game nó ha, đó, logo game nó, loa nón lụa ha, nón lụa, và bốn con loa lời ha, cũ từ neo nha anh em, cho tiếng rất là tốt ha. Thì con này thì hàng zin, hàng đẹp ha, con này thì anh em mình chơi là rất là đáng tiền, tiếng rất là hay, và mẫu mã thì lại rất là đẹp ha, và nhìn rất là sang trọng ha. Thì con này có giá là 1,8 triệu anh em nha. Con này giá là 1,8 triệu. Mấy dòng này thì lâu lâu mới có hàng thôi, chứ thường ngày thì nó sẽ không có đâu anh em. Mẫu này thì rất ít gặp luôn ha, rất ít gặp luôn. Với lại những con mà đẹp như thế này thì hầu như là về thì rất là ít ha. Đó. Lâu lâu thấy thì em sẽ lấy ngay và luôn về để mà cung cấp cho anh em mình nha. Con này giá là 1,8 triệu anh em. Chơi hay, bài đẹp ha, nhìn nó sang trọng ha. Thì em sẽ có tặng kèm tụ cho anh em mình khi mà anh em mình mua những con center như thế này bên em ha. Anh em mình yên tâm. Và bây giờ thì em sẽ lắp vào cho anh em mình cùng xem qua một lần nữa ha. Và đây là sau khi em đã đóng lưới vào ha, đó thì anh em mình nhìn thấy cái lo nó sẽ đẹp như thế này. Thì con này về anh em có thể để lưới như thế này ha, anh em mình đóng lưới như thế này nhìn cũng rất là đẹp ha. Đó, hoặc là anh em mình thích khoe tiếng lo thì anh em mình mở lưới ra. Thì hàng xịn đó thì người ta thiết kế nhìn rất là liền lạc anh em ha, đóng lưới vào thì nhìn rất là vừa vặn và rất là đẹp luôn ha. Đó, một con lo center hộp nhôm ha. Rồi con này mà anh em mình để như thế này mà để dưới kệ tivi thì quá là đẹp luôn anh em ha, quá là đẹp luôn. Đó, anh em mình nhìn tổng thể nè, cực kỳ là đẹp luôn ha. Màu đen đen bạc ha, đen bạc nhìn rất là nổi trội anh em ha. Rồi anh em mình có nhu cầu con này thì liên hệ sớm với em qua hai số điện thoại trên màn hình nha. Và clip em xin được kết thúc tại đây ha. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo nha.